Rồi Thanh Thạch xin kính chào tất cả những anh em đam mê nha. Thì hôm nay Thạch sẽ hỗ trợ cho các bạn này với cái sự thắc mắc của bạn là xe của bạn á là ngược theo nguyên lý bình thường thì thường thường nếu như mà xe bị bể cao su nồi á thì nổ gan ti kêu, bóp cồn vô nó hết im ru đúng không? Còn xe của bạn này á thì bóp cồn vô nó lại kêu. Nó ngược nha. Rồi mình sẽ hỗ trợ cho bạn. Bạn tháo cái nắp nồi ra và kiểm tra cái độ phẳng nồi này cho Thạch. Bạn cầm vậy nè, bạn kéo ga kéo vô, kéo ga kéo vô. Nếu như cái phần này nó bị lúc lắc, ra vô thì đó chính là cái hiện tượng khi bạn bóp côn vô nó kêu đó. Hiểu không? Của người ta thì cứ ngắt nè, cứ ngắt nè, cứ ngắt luôn, ngắt nè, lắc nè, Thạch đang lắc nè, kéo ga kéo vô nè, nó đâu nhúc nhích đâu, thấy không? Còn xe của bạn bị kêu với cái tình trạng đó là cái này nó nhúc nhích nguyên cái bộ phận này, bạn lắc nó sẽ ra vô khi bạn bóp côn á thì cái này nó sẽ chạy ga vô là nó gây ra hiện tượng kêu. Rồi chúc bạn thành công và được cục máy êm ấm nha. Rồi tất cả anh em cũng vậy, nếu như ai đam mê dòng xe Sibo thì hãy cùng với Thanh Thạch chinh phục đỉnh đam mê nha. Và cần hỗ trợ gì thì cứ bình luận hoặc là tin nhắn hoặc là alo trực tiếp cho Thạch. Nếu như có chuyện gấp, Thạch luôn luôn hết lòng sẵn lòng và hỗ trợ anh em đam mê anh em nhé. Bye anh em.